Cô gái hương thân, tao hỏi cái tội bỏ nhà đi chơi ra ngoài đường ăn mấy rồi? Nhanh lên, nhanh cái chân lên. Tự giác lên, tự giác lên. Đêm hôm mày ra khỏi nhà mày đi đâu hả? Tết nhất cổng lúc nào cũng mở cửa, nhưng mà thằng này nó lại chạy ra ngoài đi chơi. Một mình thằng này nó chạy đi chơi đâu? Kim chi cà rốt ở nhà ngoan, tìm gọi mãi không thấy củ cải đâu. Thằng này nó lại bỏ nhà, không phải bỏ nhà mà nó đi chơi, nó bỏ đi chơi. Hư. Mình tưởng nó sẽ lên đê, không phải chạy lên đê tìm. Cứ no chạy lên đê tìm không thấy đâu. Cho nên là chạy ra ngoài đường gọi củ cải đâu thì thấy thằng này nó gọi là lững thững nó bước đến. Trông cái mặt rất là rón ra rón rén, biết tội. Dám chạy ra ngoài đi chơi một mình. Ngày tư ngày Tết. Mình lúc nào mình lên đê mình gọi không thấy đâu, gọi mãi không thấy đâu, bắt đầu chạy ra ngoài đường tá. Biết ngay thằng mày ra đây chơi. Mày ra nhớ gặp ai họ bắt mày lại ra hả? Thằng này. Về nhà rất là tự giác, biết tội, tự giác. Tự giác lên bạn ơi. Cải hai chân, úp mặt vào tường. Hư thân ở đâu ấy? Ngày nào cũng cho đi chơi rồi mà mày vẫn còn bỏ ra ngoài mình đi chơi một mình à? Hay mày kiếm được cô nàng nào rồi ở ngoài đấy? Hai chân trèo lên. Kim chi có cái cà rốt nó ngoan nữa, nhà nó đi đâu mà mày lại ra ngoài mày đi chơi? Hai chân úp mặt vào tường. Ngồi đấy một tiếng. Tao béo rồi chứ, còn ham chơi. Cà rốt đi lấy chổi đi. Kim chi lấy chổi này, chổi đâu? Kim chi tìm chổi. Tìm chổi là to to mà. Chổi đâu? Chổi Kim chi ở mang chổi này. Cà rốt toàn tìm chổi cho này. À đây rồi. Thằng này úp mặt vào tường. Kim chi mang chổi này. Mang chổi đây, Kim chi mang chổi đây. Thằng kia. Giang lên đây này. Củ cải đến đây. Ngày tư ngày Tết bỏ nhà đi chơi. Hư thân. Úp mặt tường. Củ cải hư thân. Tao hỏi cái tội bỏ nhà đi chơi ra ngoài đường ăn mấy rồi? Ăn ba rồi đúng không? Được rồi, ba roi là rất là nhẹ. Nhưng mà cảnh cáo lần này, ăn ba roi. Lần sau mà dám tự ý bỏ ra ngoài đường đi chơi là ăn nhiều đòn roi chứ không chỉ có ba thôi nhé. Hư thân. Hư ở đâu ấy? Mày ra ngoài đường chứ người ta nhốt mày lại, người ta bắt mày sao? Hả? Một. Hai. Ba. Thằng này, mày định ra ca nữa? Mày định ra ca nữa? Tao đánh xong rồi. Cái gì? Mày nhận tội hộ à? Hả? Tao đánh mày nhá. Mày thì thằng này, ranh con này chỉ cái tội là hay ấy thôi. Hay nhảy xuống ao tắm thôi. Còn lại thì ngoan. Bảo được, gọi được. Ra đổi bố. Kinh nhỉ? Tao đánh bố mày nhá, cho đốt nhá. Đánh nhá. Đặt ăn luôn nhá. Tính ra bố mày tao phải đánh bố mày một trận này. Kinh viết viết can này mọi người. Viết can luôn, đỉnh nha. Ơ kìa, ra không can. Để tao đánh bố mày một trận, bố mày hư là tao phải. Ơ kìa. Mày dám bật à? Hả? Dám bật à? Cái con này nữa. Mày lại can luôn hộ chồng mày à? Thôi, học tối. Thôi, không cắn nữa. Thôi được rồi. Lần sau là thế là ăn đòn hết. Thằng này nữa tao đánh cho một trận đấy. Đi ngủ.